Mình lỗi nhưng mà không biết là cái lỗi của mình, không nhận. Hỏi cháu chứ bây giờ ai không có bạn bè, đúng không? Dạ. Nhưng mà người ta nhậu một cách vừa phải thôi, nôi bạn đến lúc nào cũng ngủ ở trong nhà luôn. Cái đó là cô không đồng ý, cô không thích. Chứ còn dâu mười mấy năm cô rất là thương, chưa bao giờ mà cô cãi nhau với nó. Nó còn dễ tính hơn là thằng này chứ không phải là ấy. Rất là ngoan chứ không phải cô nói cái gì là nó nghe, chứ không phải là như thằng này nó còn cãi giả hay ấy chứ còn mà. Con kia nó không bao giờ cãi mà nó biết nghe, mà nó làm giỏi nữa. Mà nó chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo cả, Giờ em sẽ mời hai anh chị nhìn nhau. Đó, rồi ảnh sẽ tặng cho chị một món quà rất đặc biệt. Rồi, em chào anh. Chào em. Hôm nay dân chương trình hôm nay anh quen biết em, rồi anh có bó hoa xin tặng em. Rồi, em cảm ơn anh. Bó hoa này sẽ nói hết lời của anh trong đó. Chưa đâu em, anh. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ, rồi, cảm ơn em. Không biết là cảm nhận đầu tiên khi mà mở cánh cửa trái tim này ra thì cảm nhận của chị như thế nào? Nói chung là thấy anh hiền. Dạ. Chắc cũng thật, mọi thứ thì chưa biết hết được. Dạ, làm sao mà biết hết được liền ha chị ha. Thế còn anh, cảm nhận anh như thế nào? Khi mở cánh cửa trái tim tôi thấy là hiền, dễ thương. Anh đẹp mà. Đúng rồi. Chà, thấy hai người này cũng cái mũi nhìn nghiêng giống nhau ghê nha. Cái mắt cười cười hay là chắc ai cũng vết chân chim cũng nhăn nhăn, đuôi mắt cũng giống nhau, thấy mặt hai người cũng khá giống nhau á. Rồi em xin đùa thôi, bây giờ em sẽ mời hai anh chị dùng một bữa trưa với nhau, rồi mình tâm sự với nhau cho nó có một cái thời gian nó tìm hiểu nhau một chút xíu. Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có ba anh em. Dạ. Nói chung là lấy chồng hết rồi. Dạ. Mình thì mình ở với ông già bà già. Dạ. Ông bà khỏe chứ anh? À khỏe. Dạ. Khỏe. Nhưng mà như em nghe nói anh nhậu nhiều đúng không? Đúng rồi. Không, thật sự là em rất là kỹ việc ăn nhậu. Nhưng cái thời điểm anh không có gia đình. Nói chung là về công việc hay là bạn bè thì mình vẫn phải là giao tiếp thôi. Không, cái sự giao tiếp thì em khẳng định là phải có. Chứ không thể mình sống một mình không giao tiếp mình. Hay là mình có vợ rồi mình không giao tiếp bạn bè, hoặc là mình không ăn nhậu cà phê. Cái đó là không phải. Em sợ nhất cái kiểu mà ăn nhậu mà xa đà. Nếu mà em với anh có cơ hội thì em nghĩ là anh điều chỉnh lại. Em không khơi dậy cuộc hôn nhân trước của anh làm gì. Nó qua thì cho qua, mà em chỉ mong điều đó. Nói chung là lúc mà buồn thì mình như vậy thôi. Nhưng mà có cái động lực để mình ấy thì chắc chắn là sẽ không. Em hiểu được cái động của người ta sẽ bị sa ngã nào đó thì nó sẽ lâm vô cảnh. Nhưng mà mình cũng phải giữ mình, không ai giữ mình được hết. Đến đây là cũng vì một gia đình thực sự. Còn nếu để chơi hoặc là này kia chắc chắn là không. Không, không chơi. Thiệt sự luôn á, ra ngoài em đâu có yên đâu, em cũng lắng nghe câu chuyện của hai anh chị. Thì anh chị cũng là những người đã trải qua những cái mất mát rất là nhiều ở trong cái cuộc sống. Và em cũng tin rằng là cái tuổi này cũng con cái lớn rồi mà đăng ký tham gia chương trình, có nghĩa là ai cũng thật sự mong muốn một cái kết cho nó cho có hậu, vì ai cũng muốn có được hạnh phúc. Dạ, con mời hai bác bên đây ạ. Dạ, con chào bác. Dạ, bác khỏe hả bác? Dạ, khỏe. Dạ, bác cũng khỏe, trời nhìn còn khỏe lắm. Dạ, con bắt tay bác cái nha. Hai bác nãy giờ ngồi ngoài chắc cũng nghe câu chuyện của hai đứa con mình ha. Thì không biết là cái suy nghĩ cảm xúc của hai bác bây giờ là như thế nào ạ? Hôm nay thì đến đây cũng nhờ mai mối của cô với lại tất cả các chương trình. Thế thì cũng các em mà nó thuận nhau thì tụi tôi cũng đồng ý. Chứ còn bây giờ ngày xưa là cưới vợ cho nó mới có hai mươi mấy tuổi. Thì bây giờ con nó là hai mấy tuổi rồi. Rồi còn thấy bác trai sao ạ? Suy nghĩ của bác như thế nào? Nhà có được một anh con trai. Ồ, một anh thôi đó hả? Ờ, mình nhà. Em nó thì cũng lấy chồng và gia đình nó có nhà riêng được. Nhưng bây giờ con hỏi nè mẹ nè, mà giờ con trai nó nhậu quá rồi sao mẹ không xử lý? Ê đấy, bây giờ xử lý nó không có được, nó hay giận dỗi lắm. Thiệt thế chứ không phải. Từ cái giận đó mà không ai muốn nói chuyện thế. Mình lỗi nhưng mà không biết là cái lỗi của mình, không nhận. Hỏi cháu chứ bây giờ ai không có bạn bè, đúng không? Dạ. Nhưng mà người ta nhậu một cách vừa phải thôi, nôi bạn đến lúc nào cũng ngủ ở trong nhà luôn. Cái đó là cô không đồng ý, cô không thích. Trời, bữa nay bị mẹ tố bằng nhà. Không, thiệt. Hỏi cháu bây giờ lỡ đêm hôm trúng gió phải cảm làm sao? Dạ. Ai bác mà người chịu trách nhiệm đầu tiên? Dạ. Nó đâu có biết cái gì đâu. Chủ nhà mà, chủ nhà nó phải chịu trách nhiệm cái chuyện đó rồi. Thế nhưng mà có biết đâu, cứ toàn là lôi bạn về rồi ngủ đêm ở đấy.
Nói thì giật, giật dữ lắm chứ không thể là giật bình thường đâu nhá. Dạ, giận luôn hai bác luôn. Giật dài lắm chứ không phải là ấy đâu. Rồi mỗi lần giận vậy rồi ai rồi cuối cùng sao hết giận bác? Không, cũng chả ai, tôi cũng chẳng muốn nói tới. Tại vì nói không nghe thì thôi kệ. Tại vì bây giờ là cũng lớn rồi, bốn mấy năm chục tuổi rồi. Cô thì cô nóng tánh lắm, nhưng mà cô nói xong là xong vậy thôi. Chứ còn dâu mười mấy năm cô rất là thường, chưa bao giờ mà cô cãi nhau với nó. Nó còn dễ tính hơn là thằng này chứ không phải là ấy. Rất là ngoan chứ không phải cô nói cái gì là nó nghe, chứ không phải là như thằng này nó còn cãi giả hay ấy. Chứ còn mà con kia nó không bao giờ cãi, mà nó biết nghe, mà nó làm giỏi nữa. Mà nó chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo trả, chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo trả. Bệnh đó, bệnh đó. Cái bệnh đó thì không thể chấp nhận được, nói thẳng một câu như thế, chứ không có gì hết. Bây giờ mình cái chuyện cũ mình bỏ qua đi nè. Giờ mình nói chuyện mới hôm nay. Giả tỷ như ngày hôm nay mà con kết đôi được cho chị này với anh nhà của mình. Thì được, có gì đâu. Dạ, bây giờ cô có yêu cầu gì với con dâu tương lai không? Thì bây giờ chả yêu cầu gì, bây giờ chỉ yêu cầu là bây giờ nếu mà các em nó xây dựng với nhau thì nó lo cuộc sống cho con nó thì. Dạ. Bây giờ đứa nào cũng có hai đứa con rồi. Rồi ăn thua là hai bạn tự thế đó, bây yêu giờ, thương nhau bây thôi giờ nha. Hai bạn bây giờ tự mà lo cuộc sống cho nhau. Giả tỷ như hai bạn này đẻ nữa được không? Được, ôi rồi càng mừng nữa. Thế à? Ít nhiều cũng phải có đấy cháu ạ. Thì giờ đẻ được thôi, nhưng mà đẻ được cô mừng lắm. Đẻ được mừng lắm. Rồi cũng lớn rồi, con cái là tùy duyên nha. Chứ không, sao không biết như thế nào. Mới vậy à. Giờ con thay mặt cho chương trình, con cũng chúc hai bác là được nhiều sức khỏe. Con sẽ cố gắng hết sức, hy vọng thôi. Nhưng mà cái thật ra là cũng ăn thua hai anh chị này là những gì đó. Bây giờ, bây giờ là cháu cũng chỉ là người đứng đầu thôi. Dạ. Nhưng còn bây giờ muốn hay không là hai cũng chị này. Cũng từ hai anh chị này. Thì dạ, bây giờ cô cũng vậy là cha là mẹ thiệt. Thế nhưng mà cũng tùy ý của tụi nó. Dạ. Ngày xưa nó đi lấy vợ nó cũng bảo cô cưới đâu thì cô cưới. Mà đây đi xuống tút tận miền Tây cưới vợ dưới. Đúng. Trời ơi đi lúc ý là cái thời đó mà cưới biết bao nhiêu là của mới cưới được đứa dâu chứ không phải chứ. Rồi bây giờ còn của đi cưới dâu nữa không? Bây giờ hết rồi. Giờ già rồi lấy đâu rồi tiền không mà. Rồi con cảm ơn hai bác, chúc hai bác sức khỏe nha. Rồi chờ tin vui của đôi trẻ nha bác. Dạ mình theo dõi. Thế bây giờ về được chưa? Dạ về được rồi. Không mà bây giờ về đi về cũng có nhà xa quá. Ồ dạ rồi. Dạ. Con cảm ơn hai bác. Cảm ơn nhau nha. Dạ. Cố gắng nha. Dạ cô cố gắng hết sức ạ. À thôi bác về cháu. Chú chào hai bác về. Đó, rồi sao anh? Như đến thời điểm nếu em với anh có cơ hội với nhau, không em nói rõ luôn á, là anh có thể bỏ bia rượu được không? Và anh sẽ có thể điều chỉnh lại cái tính tình giống như mẹ anh đã nói. Nhưng mà em đã nói là em cũng cảm nhận không phải vì bác nói mà em theo. Nhưng mà cái đó vì em muốn được có một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống trước. Cảm nhận của anh như thế nào? Nói chung là qua những cái lời nói của em á, anh cảm thấy là rất là ok. Và nếu mà chúng ta đến được với nhau á, thì anh sẽ hứa anh sẽ thay đổi. Và lúc đó thì tất nhiên là phải có cái động lực để thay đổi rồi.